Hello everyone, and welcome to our lesson today. My name is Phương Thảo, and I'm from Trần Cao Vân Secondary School. Cô xin chào tất cả các em. Cô tên là Phương Thảo, cô đến từ trường trung học cơ sở Trần Cao Vân. To start our lesson today, let's come to warm-up activity. May I introduce three students, David, La, and John. They are new friends. They are at the music club. They don't know about each other, so they make friends by introducing themselves about their names, their families, and friends. Then they move to another topic. What is it? David, Lan, Sean là những người bạn mới. Họ chưa biết về nhau. Họ gặp nhau ở câu lạc bộ âm nhạc. Và để làm quen, họ đã nói về những thông tin như là tên của họ, gia đình, bạn bè, và sau đó họ chuyển sang một chủ đề mới. Về chủ đề đó là gì? Chúng ta cùng nhìn vào cả bức ảnh sau và cho cô biết họ sẽ nói gì tiếp theo. Are you ready? Okay. Qua các bức ảnh, các em có thể dễ dàng nhận thấy được một số nội dung học tập, các môn học ở trường, các hoạt động thể chất, căng tin và thư viện. Những hình ảnh trên gợi cho các em chủ đề gì nào? Đó chính là trường học, school. We have three names, Anson, Sunrise, and Dream. What are they? They are the names of students. Cô có ba tên gọi sau, Anson, Sunrise và Dream. Chúng là gì nào? Chúng có phải tên của những người bạn hay không? The answer is no. They are the names of three schools. Do you want to know more about them? Let's come to our lesson today. Sunrise, Anson và Dream không phải là tên của các bạn, mà đó là tên của ba người trong ngôi trường. Các em có muốn biết thêm về những ngôi trường này không? Chúng ta cùng đi vào bài học mới ngày hôm nay. Unit 1, My New School, Skills 1, Page 12. Các em cùng mở vở ra và chúng ta cùng chép từ đề bài học ngày hôm nay. Finish. To have you understand the written test, let's learn some new words first. The first one, a school where students live and study. That is, boarding school. Boarding school. Một ngôi trường nơi mà học sinh vừa học và sống ở đó thì chúng ta gọi là trường nội trú. Boarding. Boarding. Từ này có hai âm tiết và trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên. Now, we move to the next one. The school has students from many different countries in the world, and it is an school, fill the gap, that is, international, international. We have an international school. Một ngôi trường mà có học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới thì chúng ta gọi đó là một trường quốc tế. Và chúng ta có tính từ international, có nghĩa là quốc tế hay thuộc về quốc tế. International, từ này trọng âm sẽ rơi vào âm tiết số 3. Now, the last one. How do you say tham gia or gia nhập in English? That is join. 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 Okay, let's come to the last one. Look at the picture. Which subject do we use these things? Chúng ta dùng các đồ vật trên cho môn gì nào các em? Đó chính là art. 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 Đó chính là môn mỹ thuật, hay chúng ta có thể gọi chung là nghệ thuật. Okay. Now, you will listen and repeat after me.
Boarding school. Boarding school. International. International. Shrine. Shrine. Art. Art. Okay, now copy the new words. Các em hãy chép các từ vựng mới vào vở. Okay, finished. Now, let's come to checking vocabulary. We have four sentences with four gaps, right? And in the box, we have four new words. Now, fill each gap with one suitable word. You have some time to do it first. Chúng ta có bốn câu với bốn chỗ trống trong các câu đó. Ở trong hộp, chúng ta có bốn từ vựng mới. Các em sẽ dùng từ thích hợp để hoàn tất cả câu trên. Các em sẽ có một ít thời gian để làm phần bài tập này. Okay, finished. Now, let's check your answer. Number one. Which glove does he want to? Trong câu này, chúng ta đang thiếu một động từ, và động từ đó chính là join. Câu lạc bộ nào anh ta muốn tham gia hay là gia nhập? Number two. My cousin goes to an school, so she only comes home at weekends. And the answer here is boarding. Chị họ của tôi đến học ở một trường nội trú, vì vậy chị ấy chỉ về nhà vào những ngày cuối tuần. Number three. AIS is an school in Vietnam. It provides American education. And the answer here is international. AIS là một trường quốc tế ở Việt Nam. Nó đem lại nền giáo dục của Hoa Kỳ. And the last one. Many children learn and music. Weekends. And the answer is art. Nhiều trẻ em học môn mỹ thuật và âm nhạc vào những ngày cuối tuần. Do you have all correct answers? If you say yes, congratulations. Các em có còn nhớ tên của ba ngôi trường mà cô đã đề cập ở đầu bài không? Và những ngôi trường đó như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo, hoạt động nổi matching. Look at the tables here. There are two columns. In the left columns, we have the names of three schools. And in the right column, we have the brief descriptions of the schools. Ở bên cột trái, các em có thể nhìn thấy tên của ba ngôi trường. Và ở bên cột phải, các em có thể nhìn thấy được những cái mô tả tóm tắt về ba ngôi trường đó. Trước khi đọc bài về ba ngôi trường, các em hãy thử đoán bằng cách nổi tên của ngôi trường với miêu tả phù hợp với nó. Các em có 5 giây để làm phần nổi này. Finish. Okay. Để kiểm tra xem các em nổi đúng hay sai, chúng ta cùng lật trang 12 và cùng lắng nghe bằng Lan, John và David giới thiệu về ngôi trường của họ. Are you ready?
Now, let's listen and read. Sunrise is a boarding school in Sydney. Students study and live there. About 1,200 boys and girls go to Sunrise. It has students from all over Australia. They study subjects like maths, science and English. And Sun is a lower secondary school in Bak Zhang. It has only 8 classes. There are mountains and green fields around the school. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground. Dream is an international school. Here students learn English with English-speaking teachers. In the afternoon, they join many interesting clubs. They play sports and games. Some students do paintings in the art club. Finish. Now, let's check your matching. Chúng ta cùng kiểm tra phân nội của mình nào. The first one, sunrise, A, B, or C? The answer, of course, C. Sunrise is a boarding school in Sydney. How about Ansheng? The answer is A. Ansheng is a school in Bak Giang. And the last one, Trim. Trim is an international school. Do you have the correct answer? If yes, well done. Now, to know more details of the schools, let's move on to task 2, complete the sentences. Để giúp các em hiểu rõ hơn về ba ngôi trường, chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2, hoàn thành câu. We have 5 sentences and 5 gaps. Now, you read the test again and complete the sentences. Chúng ta có 5 câu và 5 chỗ trống. Các em hãy đọc bài một lần nữa và hoàn thành cả câu sau. You have some time to do it first. Sunrise is a boarding school in Sydney. Students study and live there. About 1,200 boys and girls go to Sunrise. It has students from all over Australia. They study subjects like maths, science and English. And Sun is a lower secondary school in Bak Zhang. It has only 8 classes. There are mountains and green fields around the school. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground. Dream is an international school. Here students learn English with English-speaking teachers. In the afternoon, they join many interesting clubs. They play sports and games. Some students do paintings in the art club. Okay, finished. Now, let's check. Number 1. Students study and live in a school. They only go home at weekends. Now, look at paragraph 1. Sunrise is a boarding school in Sydney. Students study and live there. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là boarding. Học sinh học và sống ở trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào những ngày cuối tuần. Now, let's come to sentence number 2. Sunrise is a school in. Where is Sunrise School? Now, look at paragraph 1 again. Sunrise is a boarding school in Sydney. And the answer here is Sydney. Okay? Now, let's move to sentence number 3. There are around Ansheng School. Có xung quanh trường Ansheng. Vậy xung quanh trường Ansheng có cái gì nào? Now, look at paragraph 2. There are mountains and green fields around the school. So, the answer here is mountains and green fields. Number 4. Blah blah has an art club. Now, look at paragraph 3. Trim and art club. So, the answer is Trim School. Trường Trim có một câu lạc bộ mỹ thuật. Now, the last sentence. At Dream School, students learn English with whom? Now, look at this. Here, students learn English with English-speaking teachers. And the answer here is English-speaking teachers. Ở trường Dream, những học sinh học tiếng Anh với những giáo viên nói tiếng Anh bản xứ. Now,
Do you have the correct answers? Well done. Now, let's come to task 3, comprehension questions. Đây là dạng bài tập đọc hiểu. Để làm được dạng bài tập này, trước hết chúng ta cần phải làm gì nào? Đầu tiên, các em phải đọc kỹ câu hỏi và gạch chân các từ khóa giúp cho các em xác định được các thông tin các em cần chú ý trong khi đọc. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ đọc đoạn văn và các em nhớ chú ý vào các thông tin chúng ta đang cần tìm. Và cuối cùng, dựa vào những thông tin tìm được, chúng ta sẽ viết câu trả lời. Cụ thể, đối với bài tập này, chúng ta có 4 câu hỏi. Về những từ khóa nào giúp chúng ta hiểu được câu hỏi? Chúng ta cùng đi vào câu thứ nhất. Number 1. Which school is a boarding school? Về từ khóa đây sẽ là which và boarding school. Trường nào là trường nội trú? Và câu trả lời của các em sẽ là tên của một ngôi trường. Now, let's move to question number 2. Where is Armstrong School? And the keyword is where and Armstrong. Ở đâu? Trường An Sơn ở đâu? Về câu trả lời của các em sẽ là vị trí của trường An Sơn. Vị trí ở đây có thể là một đất nước, một tỉnh hoặc một thành phố. Number 3. Is there a school garden in An Sơn School? Đây là một câu hỏi yes no. Và từ khóa chúng ta có đó là a school garden và An Sơn. Một cái vườn trường ở trường An Sơn có hay không? Về câu hỏi chúng ta, trả lời của chúng ta sẽ là yes or no. And the last question, what two dream school students do in the afternoon? And the keyword is what? Dream school students and afternoon. Về cái gì? Những học sinh trường dream buổi chiều. Buổi chiều những học sinh ở trường dream thường làm gì? Về câu trả lời của chúng ta sẽ là các hoạt động của học sinh ở trường dream. Sau khi đã xác định xong các thông tin chúng ta cần tìm ở trong bài đọc, bây giờ các em chuyển sang phần đọc bài và chúng ta cùng tìm câu trả lời cho 4 câu hỏi trên. Các em sẽ có một ít thời gian để làm bài tập này. Okay, finish. Now, let's come to question number 1. Which school is a boarding school? Now, look at the first paragraph. Sunrise is a boarding school in Sydney. Và câu trả lời của chúng ta sẽ là trường Sunrise. You can say Sunrise is, hoặc các em có thể trả lời ngắn gọn là Sunrise. Now, let's move on to question number 2. Where is Armstrong School? Now, look at paragraph 2.
An Sơn is a lower secondary school in Bắc Giang. An Sơn là một trường cấp 2 ở Bắc Giang. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là It is in Bắc Giang. Or you can say in Bắc Giang. Question number 3. Is there a school garden in Bắc Sơn School? Now look at paragraph 2 again. There is also a school garden and a playground. Cũng có một vườn trường và một sân chơi. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là Yes, there is. The last question. What do dream school students do in the afternoon? Now, look at paragraph 3. In the afternoon, they join many interesting clubs. Vào buổi chiều, họ tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là They join many interesting clubs. Okay? Do you have all the correct answers? If yes, great. Now, copy the answers. Finish. Now, so far, you have some information about three schools. They are the school I'm today, and I believe that many students want to study in these schools. Qua các phần luyện tập của kỹ năng đọc, chắc hẳn các em đã có một số thông tin về ba ngôi trường này. Chúng là những ngôi trường tốt có phải không nào? Và cô tin chắc rằng có rất nhiều học sinh muốn đến và học ở những ngôi trường này. Chúng ta tiếp tục làm quen với hai bạn học sinh trong số đó trong phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay với kỹ năng nói speaking. Now look at the picture. This is Henry and she is Mai. They are 12 years old and they have finished their primary education. Now they are reading some information about three schools and choose a suitable lower secondary school to go to. So, which school would they like to go to and why? Đây là Henry và Mai. Họ 12 tuổi và họ vừa hoàn thành xong chương trình tiểu học. Họ đang đọc các thông tin về ba ngôi trường và chọn cho mình một ngôi trường cấp 2 phù hợp. Vậy họ muốn học ở ngôi trường nào và lý do tại sao? Let's listen to their conversation. Chúng ta cùng lắng nghe đoạn hội thoại giữa họ. Mai, which school would you like to go to? I would like to go to Dream School. Why? Because I'd like to paint in the art club. And you, Henry? I'd like to go Sunrise because I love boarding school. Okay, now Mai, which school would Mai like to go to? And the answer is Dream School. Why? Because she wants to paint in the art club. How about Henry? Which school would Henry like to go to? That is Sunrise. And why? Because he loves boarding schools. How about you? Which school would you like to go to? And why? Mai muốn đến học ở trường Dream bởi vì cô ấy muốn là ở câu lạc bộ nghệ thuật. Henry thì lại muốn học ở trường Sunrise bởi vì anh ta thích những trường học nội trú. Còn các em thì sao? Các em muốn đến học ở ngôi trường nào và lý do tại sao? Now, let's practice the conversation with your partner. Chúng ta sẽ cùng luyện tập phần hội thoại này với bạn của mình. And these skills may help you. Những gợi ý sau đây có thể giúp các em. Các em có thể lật vở ra và chúng ta cùng ghi chú lại một số ghi chú để giúp chúng ta luyện tập tốt hơn. Finished. Now, let's come to consolidation. Chúng ta cùng đến với phần củng cố bài học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay, các em đã được học qua hai kỹ năng, đó là kỹ năng đọc và kỹ năng nói. Trong kỹ năng đọc, các em đã học một số từ vựng mới như là boarding school, international,
Sorry. At. Và chúng ta cũng được đọc thông tin về ba ngôi trường, đó là trường An Sơn, trường Sunrise và trường Dream. Trong kỹ năng nói, các em đã được học cách để nói về ngôi trường mà một người nào đó muốn đến học và lý do tại sao. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với phần bài tập về nhà. Đầu tiên, các em học thuộc các từ vựng mới. Tiếp theo, các em hãy luyện tập đoạn hội thoại với bạn của mình. Và cuối cùng, đừng quên chuẩn bị bài cho bài tiếp theo, đó là Unit 1, Skills 2. Okay, that's the end of our lesson today. Thanks for your attention. Goodbye.